Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Nha Trang Đọc Truyện Ngôn Tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Ngày hôm nay, Trang xin gửi tới các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Cách Sinh Tồn ở Thế Giới Lộc Đỉnh Ký của tác giả 8 tháng Vini. Truyện thuộc thể loại ngôn tình xuyên không cung đấu, có độ dài 84 chương, trích nguồn tại Đông Doanh In Love 94. Các bạn nhớ để lại bình luận cảm xúc sau khi nghe truyện, like, share video để giúp kênh có thêm lượt đề xuất. Đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện hay mỗi ngày. Donate cho Chan qua các hình thức đã ghi ở mục miêu tả video. Chan cảm ơn và chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 10. Thủ đoạn độc ác loại trừ Phương Di. Khang Hy khen ngợi tiểu quế tử vài câu. Tứ gia nghe vào trong tai cảm thán vô hạn. Mà Kiến Ninh đứng bên cạnh tận mắt nhìn thấy màn yêu thương giữa Khang Hy với Ung Chính. Hai người đều là thiếu niên tuấn tú. Một người sáng lạn hăng hái, một người thâm trầm kín đáo. Quả thực là cảnh đẹp ý vui. Hơn nữa, nàng tự nhiên lại được tặng thêm hai bảo bối, chuỗi trân châu và chim phỉ thúy. Tuy rằng bây giờ đang ở triều Thanh, nhưng sau này nếu quay về thời hiện đại, chỉ cần hai món đồ này cũng đủ khiến nàng không lo ăn, không lo mặc, sống sung túc cả đời. Tuy rằng mơ hồ biết việc trở về cũng không phải là đơn giản, nhưng còn mơ ước là còn hy vọng. Kiến Ninh ôm hai bảo bối quay về Khôn Ninh Cung, chơi đùa một lúc rồi cẩn thận bỏ lại vào trong hộp gấm, đặt gần gối đầu. Sau đó nàng theo thường lệ lại đi thỉnh an Thái Hậu. Hôm nay sắc mặt của bà dường như đã khá hơn. Kiến Ninh liền kể cho bà nghe chuyện hôm nay mình và Tiểu Quế Tử đi gặp Hoàng đế. Tiểu Quế Tử tặng lại bảo vật cho mình. Thái Hậu nghe xong chỉ cười. Tiểu Quế Tử kia có lòng như vậy, sẽ không phải muốn hối lộ người chứ? Kiến Ninh nói. Chỉ là hai món đồ nhỏ thôi, Kiến Ninh còn không thèm để vào mắt. Thái Hậu bấy giờ mới hài lòng. Nói như vậy là đúng. Ngươi là công chúa, ngàn vạn lần đừng quá thân thiết với bọn nô tài. Kiến Ninh gật đầu đáp ứng. Nàng nghiền ngẫm tâm tư của Thái Hậu, cảm thấy tuy rằng giờ phút này Thái Hậu đã bỏ ý định hành động thiếu suy nghĩ kia đi, nhưng trong lòng bà vẫn lo lắng Tiểu Quế Tử, chỉ sợ sát ý với hắn chưa tan. Chỉ là nếu Thái Hậu thực sự muốn động thủ, nàng cũng không có cách nào ngăn cản được, cho nên đi được bước nào thì hay bước ấy thôi. Ban đêm, Ung Chính trở về phòng. Tiểu Kỳ Tử hầu hạ hắn rửa mặt xong, Ung Chính liền cho Tiểu Kỳ Tử lui xuống. Hắn đi tới cạnh giường, thấy màn hơi rung rinh, đang muốn mở miệng nói chuyện đã thấy người bên trong bước ra. Ung Chính hơi hơi sửng sốt, không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy ngực tê dại, cả người cứng nhắc không thể nhúc nhích, liền biết mình đã bị điểm huyệt rồi. Ung Chính mở to mắt nhìn, thấy Tiểu Quận Chúa liền hỏi. Cô nương, thế này là sao? Tại sao lại điểm huyệt đạo của ta? Tiểu Quận Chúa nói. Ta đương nhiên phải điểm huyệt đạo của ngươi. Vì sao ngươi chưa từng nói với ta, ngươi là người trong cung, nơi này là hoàng cung đúng không? Vì sao ngươi lại lừa ta? Nhất định là không có lòng tốt gì. Ung Chính thấy nàng đã biết sự thật, nhưng một chút cũng không sợ hãi. Hắn làm việc xưa nay rất chu toàn, tuy rằng lúc đầu chỉ định lừa phỉnh Tiểu Quận Chúa, nhưng trong lòng đã có tính toán. Nếu nàng ta biết chuyện thì phải làm sao? Điều duy nhất vượt qua ngoài dự đoán chính là việc Tiểu Quận Chúa đột nhiên lại ra tay điểm huyệt mình. Ánh mắt Tiểu Quận Chúa sáng trong nhìn Ung Chính. Ung Chính nhìn vào mắt nàng, liền biết ngay bản thân nàng cũng không tin mình là người xấu. Nàng tuy rằng điểm huyệt đạo của mình, nhưng chỉ tò mò nhìn chứ chưa có hành động gì khác. Xem ra là muốn nghe hắn giải thích. Ung Chính trong bụng cười thầm, ngoài miệng lại nói. Ta lúc trước giấu giếm thân phận, là sợ nói ra rồi cô nương sẽ không tin, ngược lại còn cho rằng ta ba hoa trích chòe. Vốn khi nãy ta đã định giải thích rõ, ai ngờ người lại nghĩ oan ta là người xấu, xuống tay điểm huyệt. Khuôn mặt Vi Tiểu Bảo vốn không khó coi, chẳng qua hắn trời sinh thông minh cổ quái, cho nên hành vi cử chỉ không khỏi khiến người ngoài cảm thấy lỗ mãng hoang đường. Nhưng bây giờ, thay đổi một tâm hồn khác rồi, tất nhiên cách nói năng hành xử cũng không còn giống như trước nữa. Ung Chính chậm rãi nói ra câu này, trên mặt không hề kinh hoàng, sợ hãi, ngược lại bình tĩnh thản nhiên, khiến người ta không tự chủ được mà tin tưởng. Hơn nữa, Tiểu Quận Chúa là khuê nữ trốn thâm cung, từ nhỏ đã được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, làm sao biết được bốn chữ lòng người hiểm ác đây. Nói cách khác, trong Lộc Đỉnh Ký, nàng chính là kẻ duy nhất từ đầu đến cuối hoàn toàn tin tưởng vào lời nói lung tung của Vi Tiểu Bảo. Lúc này Tiểu Quận Chúa thấy Ung Chính ung dung như vậy thì không khỏi dao động, liền nói. Vậy tại sao ta lại ở đây? Ta rõ ràng bị bắt cóc. Ngươi không phải người xấu thật chứ? Ung Chính liền nói.
Ta có phải người xấu hay không? Trong lòng cô nương tất nhiên hiểu rõ. Hắn liếc mắt nhìn tiểu quận chúa một cái lại nói tiếp. Cô nương xinh đẹp như hoa, quốc sắc thiên hương. Nếu như ta là người xấu, tại sao không nhân cơ hội chúng ta ở chung phòng mà giở trò đối bại? Tiểu quận chúa nghe lời của Vi Tiểu Bảo thì không khỏi vui sướng trong lòng. Nếu quả thật như vậy, ngươi quả là bậc chính nhân quân tử, lấy lễ để đối đãi với ta. Nhưng mà ngươi thực ra là ai vậy? Ông Chính đáp, thân phận của ta không tầm thường, nhưng cũng không phải kẻ địch của ngươi, cũng không phải là người xấu. Ta vốn định nói rõ nhưng cô nương dùng thủ đoạn đánh lén ta, thật sự đã khiến ta nản lòng. Trong tình huống này mà ta còn thành thật với cô nương được, chẳng phải là buồn cười lắm hay sao? Ta lấy lễ đối đãi với ngươi, thật lòng bảo vệ ngươi, ngươi lại trở mặt với ta. Hừ, đại trượng phu thà chết không chịu nhục, cho dù ngươi có động thủ giết ta, ta cũng sẽ không hé răng nửa lời. Hắn làm bộ làm tịch như vậy khiến tiểu quận chúa luống cuống tay chân. Nàng thấy ông chính tốt như vậy, bản thân thực sự không nên động thủ với hắn, cho nên vội vàng xin lỗi. Thực xin lỗi, ta không biết, là ta sai, ngươi đừng giận ta, ta để ta giải huyệt cho ngươi. Nàng nói tới đây vội vàng điểm lên hai huyệt trên người ông chính. Ông chính cảm thấy tay chân dần dần có thể tự do hoạt động, không khỏi thở ra một hơi. Tiểu quận chúa giải huyệt cho ông chính xong còn nói thêm, hiện tại bình thường rồi chứ, ta về sau hứa sẽ không như vậy nữa, ngươi tha thứ cho ta đi. Ông chính thản nhiên liếc nàng một cái, ta cũng không phải là kẻ bụng dạ hẹp hòi, ngươi chỉ là một tiểu cô nương, chẳng lẽ ta lại so đo tính toán hay sao? Hắn hiện tại trên thực tế cũng là một thiếu niên, so với tiểu quận chúa nhiều hơn 1-2 tuổi là cùng, vậy mà lại bày ra bộ dạng lão gia. Tiểu quận chúa cảm thấy thú vị vô cùng, muốn cười nhưng lại không dám, vội vàng trưng ra bộ mặt lấy lòng Vi Tiểu Bảo. Ông chính cười nhạt, nơi này không có người ngoài, ngươi cứ ngồi xuống đi. Tiểu quận chúa răm rắp nghe theo ngồi xuống ghế. Ông chính thấy nàng yên vị rồi mới mở miệng nói, ta lúc đầu thấy ngươi còn nhỏ, sợ nói ra sự thực ngươi sẽ không tin. Một khi đã đến nước này cũng đành phải vậy. Ngươi nói đúng, nơi này là hoàng cung, nhưng ta không phải là... ta không phải là người xấu phục vụ cho nhà Thanh. Tiểu quận chúa là người trong Mộc Vương phủ, đương nhiên cũng sẽ giống đám người thiên địa hội, có lòng phản Thanh phục minh. Trong mắt bọn họ, người nào làm việc cho nhà Thanh đều là kẻ xấu. Vì thế, ông chính cũng đành thuận theo ý tiểu quận chúa mà lựa lời. Tiểu quận chúa gật gật đầu, ông chính lại nói, người biết thiên địa hội chứ? Tiểu quận chúa lại gật đầu, ông chính thở dài nói, thật không dám giấu, ta là hương chủ Thanh Mộc Đường của thiên địa hội. Tiểu quận chúa chấn động, nhưng đúng lúc này, bên ngoài lại huyên náo một trận. Ông chính bước lại gần cửa sổ nghe ngóng. Tiểu quận chúa cũng theo sát hắn nói, thanh âm gì vậy? Tiếng đao kiếm chạm nhau vang lên, lại có tiếng thị vệ quát to. Người đâu? Có thích khách? Mau bắt lấy thích khách! Ông chính nghe vậy thì cả kinh. Đúng lúc này lại nghe bên ngoài có người gõ cửa. Hắn vội vàng nói với tiểu quận chúa, người tạm thời trốn đi, để ta xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Tiểu quận chúa ngoan ngoãn trốn vào trong phòng ngủ. Ông chính mở cửa ra, thấy tiểu kỳ tử đang đứng bên ngoài hoảng loạn nói, công công, nghe nói bên ngoài có thích khách xông vào. Ông chính nói, đừng kích động, cho dù là thích khách, mục tiêu cũng không phải là ngươi và ta. Đúng lúc này lại nghe thấy một tiếng kêu thảm, hai thị vệ đuổi theo một bóng đen hướng về phía họ. Tiểu kỳ tử và ông chính nhất thời cả kinh, trợn mắt nhìn thị vệ một đao vung tới. Bóng đen kia lại kêu thảm một tiếng gục xuống. Thanh đao trong tay hắn rơi ra, trượt đến tận cửa phòng của tiểu quế tử. Hai thị vệ kia vội vàng chạy tới. Quế công công, chúng ta khiến ngài sợ hãi sao? Ông chính nói, không sao, thích khách từ đâu tới? Hoàng thượng và thái hậu sao rồi? Thị vệ nói, chúng ta đã sai người đến bảo vệ hoàng thượng và thái hậu, hẳn là sẽ không có chuyện gì. Bây giờ xin phép công công, chúng ta còn phải tiếp tục chóc nã thích khách. Ông chính gật đầu, nhìn hai thị vệ kia xách đao đi nơi khác. Sau đó hắn nói với tiểu kỳ tử, không cần sợ, tạm thời ngươi cứ về phòng đi, đóng chặt cửa lại, không được đi ra ngoài. Tiểu kỳ tử đáp ứng xoay người muốn đi, không ngờ mới đi được một bước đã thấy một bóng đen trèo tường tiến vào. Bóng đen kia chân vừa chạm đất, lập tức vung đao lên, chém một tên thị vệ. Sau đó ánh mắt của bóng đen chuyển qua tiểu kỳ tử. Tiểu kỳ tử hoảng sợ kêu to, có thích khách. Hắn sợ tới nỗi chân nam đá chân chiêu, ngã ngồi xuống đất. Thích khách kia cau mày, vung đao lên chuẩn bị lấy mạng tiểu kỳ tử. Ông chính thấy vậy, liền hất chân một cái. Thanh đao của thích khách lúc nãy rơi trước cửa phòng hắn lập tức bay lên.
Sau đó tứ gia dùng tay vỗ mạnh một cái, cây đao lập tức xé gió phi thẳng về phía bóng đen. Bóng đen kia cố né tránh nhưng vẫn bị trúng đao, kêu lên một tiếng đau đớn, trong giọng nói lại hơi lộ ra vẻ mềm mại nữ tính. Ung Chính cả kinh, chăm chú nhìn bóng đen, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ thích khách là nữ? Quả nhiên, khi thích khách quay đầu lại, miếng vải đen bịt mặt rơi xuống lộ ra gương mặt xinh đẹp tuyệt trần. Chỉ thấy khuôn mặt nàng trắng nõn, mặt phượng mày ngài, chính là một giai nhân tuyệt sắc. Ung Chính còn chưa lên tiếng, nữ thích khách kia đã quát to, là ngươi! Nghe vậy, Ung Chính run lên. Mà ngay lúc đó, tiểu kỳ tử đã lồm cồm bò dậy, lần thứ hai kêu to, người đâu, có thích khách! Vừa kêu, hắn vừa định bỏ chạy ra ngoài. Nữ thích khách hừ lạnh một tiếng, sắp sửa định ra tay, liền cảm thấy cánh tay tê dần, thân hình nhoáng cái đã lảo đảo suýt ngã. Nàng nhìn máu chảy thành dòng trên cánh tay mắng to, tên háo sắc thối tha, thể ra ngươi chính là chó săn của nhà Thanh, đổ thái giám chết bầm. Nàng liều mạng nắm chặt đao, dường như muốn quyết sống chết với Vi Tiểu Bảo. Ung Chính trong lòng bất an, hắn không rõ nữ nhân này là ai mà lại biết rõ về tiểu quế tử như thế. Mà ngay lúc này lại nghe thấy trong phòng có người kêu lên, hình như là giọng của sư tỷ. Ung Chính chưa kịp cau mày đã thấy nữ thích khách kia lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, là tiếng a à, tiểu quân chúa. Giờ phút này bên ngoài vang lên tiếng ồn ào, dường như tiểu kỳ tử đã dẫn thị vệ tiến vào. Nữ thích khách cả giận, người dám bắt cóc tiểu quận chúa, đáng giận, ta phải lấy mạng chó của ngươi. Phía sau, tiểu quận chúa sắp sửa chạy ra, phía trước tiểu kỳ tử đã gọi thị vệ tới, mà thị vệ bị bóng đen chém ở góc tường khi nãy hóa ra vẫn chưa chết. Quế công công, cẩn thận nữ thích khách này. Trong lúc rối ren, Ung Chính nhanh chóng đưa ra quyết định. Hắn lập tức sử dụng cầm nã thủ, một tay kéo giật cổ tay nữ thích khách về phía trước, tay kia thì bẻ ngoặt thanh đao trong tay nàng ta, chém ngang vào sau gáy. Nữ thích khách vốn đã mất nhiều máu, lại không ngờ tiểu thái giám kia võ công cao cường như vậy, cho nên khi nàng ta nhận ra giật mình muốn tránh thì cổ đã đau nhức. Máu tươi ổng ộc phun ra, nữ thích khách ngã xuống đất, hương tàn ngọc nát. Thị vệ kia nhìn thấy cảnh này thì trợn mắt há hốc mồm, không ngờ Quế công công lại ra tay nhanh như vậy. Ung Chính giết thích khách xong, liền quay đầu lại mỉm cười, yên tâm, ta... Miệng nói xong, thanh đao trong tay tứ gia không chút do dự, phi thẳng về phía trước, thẳng tắp đâm vào ngực thị vệ. Thị vệ kia kêu lên một tiếng, từ từ ngã xuống. Chương 11. Mưu mô toan tính. Ung Chính giết chết hai người xong, liền vội vàng lùi về phía sau. Vừa đến gần cửa đã thấy tiểu quận chúa định xông ra. Ung Chính không kịp nghĩ nhiều, vội vàng ôm cổ tiểu quận chúa, giơ tay bịt chặt miệng nàng, đồng thời đóng cửa lại. Đến lúc tiểu kỳ tử dẫn đám thị vệ vào, chỉ thấy trên mặt đất có ba cỗ thi thể, hai nam một nữ, hai kẻ là thích khách, một kẻ là thị vệ, hoàn toàn không thấy bóng dáng tiểu quế tử đâu. Bọn thị vệ lập tức kinh hoàng, mà thủ lĩnh thị vệ thì vội kêu to, Quế công công, Quế công công, người ở đâu? Người này vừa kêu vừa chạy tới phòng tiểu quế tử, chỉ sợ vị tâm phúc của hoàng thượng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ung Chính dựa lưng vào cửa quát to, ta ở đây, không sao, vừa rồi thích khách xuất hiện làm bị thương thị vệ, sau đó tự tay ta đã giết chết à rồi. Trong lòng hắn, tiểu quận chúa nghe được thông tin này không khỏi dãy rủa, dường như muốn lên tiếng. Ung Chính nghĩ thầm, chỉ cách một cánh cửa, nếu để bọn thị vệ nghe thấy thì nguy, cho nên càng gắng sức bịt chặt miệng tiểu quận chúa, một khắc cũng không dám buông tay. Đám thị vệ bên ngoài nghe thấy tiếng của Quế công công, liền biết hắn an toàn rồi. Thủ lĩnh thị vệ nói, Quế công công không sao thì tốt rồi. Tiểu quận chúa mới đầu còn dãy rủa, dần dần nằm im, thân mình mềm nhũn ngã vào trong lòng tứ gia. Tứ gia cúi đầu nhìn thấy nàng ta hai mắt nhắm nghiền, xem ra là đã ngất đi rồi. Hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó cao giọng nói, các người lôi thi thể hai thích khách kia đi đi, đừng để lại đây khiến ta thấy mà phiền lòng. Đúng rồi, các thích khách khác thì sao? Thị vệ nói, trước mắt chúng ta đã bắt được ba tên, những kẻ còn lại một số thì chết, một số đã chạy trốn, hẳn sẽ không còn ai dám quay lại quấy rầy công công nữa. Tứ gia nói, như vậy thì tốt, các ngươi làm tốt lắm, ta sẽ khen ngợi mọi người trước mặt hoàng thượng. Nơi này tạm thời cũng không cần hầu hạ gì, các ngươi kéo thi thể đi đi. Bọn thị vệ lập tức đáp ứng, khiêng thi thể hai thích khách lên mang ra ngoài. Tiểu kỳ tử thấy trong sân không còn ai, liền nói, công công, nô tài có cần hầu hạ không ạ? Ung Chính nói, không cần, lát nữa ta sẽ tới xem hoàng thượng thế nào, đêm nay ngươi cũng bị chấn kinh rồi, về sớm nghỉ ngơi đi.
Tiểu kỳ tử nói, nô tài tuân mệnh, sau đó ngoan ngoãn trở về phòng mình. Ung Chính dán tay vào cánh cửa, nín thở lắng nghe, đến khi xác định được tiếng bước chân của tiểu kỳ tử đã đi xa, chung quanh yên tĩnh vắng lặng, hắn mới bình tĩnh lại, ôm tiểu quận chúa đặt trên giường, nhìn gương mặt non nớt của tiểu quận chúa, trong lòng tứ gia thầm nghĩ. Vốn dĩ là nên diệt cỏ diệt tận gốc, giết chết luôn con nhỏ này. Đáng tiếc nàng ta là người do đám thiên địa hội đưa vào, nếu lập tức giết thì e sẽ khó ăn khó nói. Huống hồ thân phận của nàng ta cũng rất cao, mà ta thì đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm. Nếu biết lợi dụng mà nói, nàng ta sẽ trở thành một quân cờ rất tốt. Cho nên, tạm thời cứ giữ lại cái mạng này cho nàng ta đi, sau này sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi. Lập tức đè nén sát ý xuống, tứ gia ấn nhẹ lên huyệt nhân trung của tiểu quận chúa. Tiểu quận chúa từ từ tỉnh dậy. Khi nãy, nghe thấy tiếng của sư tỷ, nàng vừa mừng vừa sợ, ngờ đâu còn chưa gặp mặt sư tỷ đã bị giết rồi. Dưới sự kích động này, nàng mới ngất đi. Hiện giờ tỉnh lại nhìn thấy tiểu quế tử, lại nhớ tới chuyện vừa rồi. Tiểu quận chúa nước mắt trào ra khóc ròng. Người giết sư tỷ của ta, người giết người của Mộc Vương phủ chúng ta. Nàng bật người ngồi dậy, phẫn nộ muốn giết người. Tứ gia không những không chống cự, ngược lại còn trầm giọng nói. Vừa rồi nếu như không phải là ta, sợ rằng ngươi cũng đã giống sư tỷ của mình, mất mạng trong đám chó săn nhà Thanh rồi. Tay tiểu quận chúa vừa mới tới gần lồng ngực của tứ gia liền dừng lại. Nàng nghi hoặc hỏi, Ngươi nói cái gì? Mạng của sư tỷ ta là thị vệ trong cung giết, nhưng rõ ràng ta nghe ngươi nói với người đó. Tứ gia bình tĩnh nói, ta chỉ là nói cho đám thị vệ nghe thôi. Ngươi tận mắt nhìn thấy ta giết sư tỷ của ngươi sao? Lúc Ung Chính giết Phương Di cũng là lúc tiểu quận chúa còn đang ở trong phòng, tất nhiên làm sao mà thấy được. Quả nhiên tiểu quận chúa nói, ta chưa từng nhìn thấy. Tứ gia hừ một tiếng tỏ ra ảo não. Ngươi hãy nghe ta nói, kẻ giết sư tỷ của ngươi thật ra là một thị vệ. Lúc ta nhận ra thích khách là sư tỷ ngươi, định ra tay cứu giúp, ai ngờ thị vệ kia đã hành động rồi. Ngươi cũng nghe thấy giọng của hắn phải không? Tiểu quận chúa cẩn thận nhớ lại, quả nhiên lúc ấy có nghe thấy tiếng của một thị vệ kêu to, Quế công công cẩn thận. Vì thế, tiểu quận chúa liền gật gật đầu. Tứ gia nắm chặt tay, đấm xuống đùi tiếc hận nói. Chỉ tiếc là ta đến chậm một bước để hắn sát hại sư tỷ của ngươi. Ta trông thấy thì nổi giận, mới liều lĩnh ra tay giết chết hắn. Lúc nãy sợ đám thị vệ hoài nghi, mới đành bất đắc dĩ nói sư tỷ ngươi là do ta giết. Hắn nói tới đây thở dài một hơi, trên mặt vừa áy náy lại vừa đau xót. Tứ gia đa mưu túc trí, cho dù là Trần Cận Nam hay Mộc Kiếm Thanh nhìn thấy mặt hắn lúc này cũng không chắc có thể nhận ra thật giả. Huống hồ tiểu quận chúa chỉ là một cô gái nhỏ, nàng thấy hắn nói hợp tình hợp lý, trong lòng hối hận vô cùng, lại cộng thêm đau đớn vì người thân bị giết, nhất thời khóc lớn. Thực xin lỗi, ta lại hiểu lầm ngươi. Tiểu quận chúa tính tình nhu nhược, nghĩ tới Phương Di đã chết, chính mình lại trách lầm Vi Tiểu Bảo, liền nhào vào lòng hắn. Sư tỷ đối với ta rất tốt, không ngờ nàng lại chết ở trong hoàng cung, hiện giờ chúng ta phải làm sao đây? Tứ gia cúi đầu nhìn cô gái trong ngực, khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh, ôn nhu dỗ dành. Ta không hiểu, vì sao Mộc Vương phủ lại sai người tới đây? Tiểu quận chúa ngẩn ngơ hỏi, chẳng lẽ họ biết ta bị nhốt trong hoàng cung cho nên cố ý tới cứu? Tứ gia lắc đầu nói, ta nghĩ không phải là vậy, khi nãy Phương sư tỷ nghe thấy giọng của ngươi cũng rất kinh ngạc, cho nên bọn họ hiển nhiên không phải tới đây vì ngươi. Tiểu quận chúa gật gật đầu nói, Quế đại ca, ngươi cũng phải cẩn thận nha. Tứ gia ngẩn người một lát, sau đó nghĩ khi nãy đám thị vệ gọi mình là Quế công công, cho nên mới thay đổi xưng hô. Hắn lập tức liền nói, hiện giờ tình hình rất phức tạp, ta cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng mà ta nghe nói thị vệ đã bắt được mấy tên thích khách, cũng không biết là ai, cho nên ta bây giờ phải ra ngoài điều tra. Ngươi cứ ngoan ngoãn ở lại đây một mình, được không? Tiểu quận chúa nói, Ta... Bỗng nhiên nghĩ tới Phương Di đã chết, nàng sợ hãi vô cùng lại tiếp tục khóc. Tứ gia nói, ngươi không phải sợ, có ta ở đây ta sẽ bảo vệ ngươi. Thiên địa hội chúng ta và Mộc Vương phủ các ngươi, tốt xấu gì cũng cùng đứng trên một chiếc thuyền. Ta đi ra ngoài điều tra, nếu như có thể cứu bọn họ ra nhất định sẽ tìm cách, liều chết cũng không chối từ. Ngoan, không khóc, ngươi chết thì cũng chết rồi. Giờ ngươi cần tính toán cho người sống. Hắn nói hợp tình hợp lý vô cùng im tai, cho nên tiểu quận chúa liền lau khô nước mắt. Được, Quế đại ca, ta nghe theo ngươi. Nếu người bị bắt thực sự là người của Mộng Vương phủ, xin ngươi làm ơn tìm cách cứu họ ra ngoài. Tứ gia nói,
Yên tâm, mọi chuyện đã có ta lo. Chẳng qua, sau khi ta ra khỏi đây, ngươi nhớ đừng lên tiếng để người ta phát hiện. Khi nãy nếu ngươi tùy tiện đi ra ngoài, ta đã không bảo vệ được ngươi rồi. Để đám thị vệ phát giác ra, tính mạng của ngươi cũng khó giữ. Tiểu quận chúa nghe xong trong lòng bất an, rụt rè nói: Quế đại ca, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ không chạy loạn. Nhưng ngươi nhớ về sớm nha, ta sẽ chờ ngươi. Từ xa ra khỏi thượng thiện giám, liền đi thẳng về phía trước. Lung tới cung Càn Thanh, thấy thị vệ canh gác so với bình thường nhiều gấp đôi, mà đám người kia thấy hắn liền tự động tránh đường, không ai dám ngăn cản. Tứ gia đi vào trong tẩm cung của Khang Hy, đã thấy Khang Hy ngồi trên ghế cau mày. Tứ gia tiến lên, quy củ hành lễ, sau đó hỏi nhỏ: Hoàng thượng, không bị kinh sợ chứ ạ? Khang Hy gật gật đầu nói: Không có việc gì, tiểu quế tử, ngươi tới rất đúng lúc. Trẫm vừa mới nghe nói ngươi giết chết hai tên thích khách, có thật không? Tứ gia nghe xong câu hỏi, trong lòng có chút dò dự. Hắn tất nhiên không biết tiểu quế tử trước đây thích nhất là nói lung tung, khuếch trương công trạng. Nhưng thị vệ kia lại biết, cho nên hắn nói giết một cái, người kia liền biến thành hai. Tứ gia liền nói: Hồi bẩm hoàng thượng, nô tài không dám lừa gạt. Thực sự nô tài và một thị vệ hợp sức mới giết được một người thôi. Khang Hy thấy hắn thành thật trả lời, không khỏi hơi nhíu mày. Nhưng rất nhanh, hoàng đế liền mỉm cười: Giết được một người cũng rất giỏi. Tiểu quế tử, ngươi có nhớ chiêu số mà thích khách sử dụng không? Tứ gia nói: Xin hoàng thượng thứ tội, lúc ấy nô tài quá sợ hãi, chỉ cầm đao đâm loạn cho nên cái gì cũng không nhớ rõ. Việc này nếu do tiểu quế tử chân chính làm, nhất định sẽ nhân cơ hội kể đến bốn phía đẫm máu, chính mình anh dũng cầm dao giết giặc ra sao. Đáng tiếc tứ gia lại là khác, hắn chỉ sợ Khang Hy thấy mình quá nổi bật sẽ kiêng kỵ, cho nên một lòng nghĩ muốn qua loa cho xong chuyện. Huống chi hắn cũng không phải vi tiểu bảo thực, làm sao biết đường chiêu số của một vương phủ, cho nên nói rằng sợ hãi không nhớ rõ chính là biện pháp tốt nhất. Khang Hy nghe xong chỉ gật gật đầu, liếc mắt một cái nói: Ai da, đúng là làm khó cho ngươi rồi, lúc ấy nguy hiểm vạn phần. Tiểu quế tử, ngươi rất sợ hãi sao? Thời điểm nói ra lời này, trong giọng của hoàng đế mang theo ý tứ trấn an nồng đậm. Tứ gia ngẩn ra, trong lòng vô cùng cảm động. Nô tài không sợ gì cả, nô tài chỉ lo kinh động hoàng thượng và thái hậu, một lòng muốn giết thích khách để bảo vệ an nguy của hoàng thượng và thái hậu mà thôi. Ý cười trên môi Khang Hy càng sâu. Trẫm biết ngươi rất trung thành. Được rồi, ngươi yên tâm, trẫm sẽ không để cho ngươi chịu thiệt. Thế này đi, bọn thị vệ bắt sống được ba thích khách, hiện giờ đang nhốt trong ngục. Trẫm muốn tra xem bọn chúng rốt cuộc là do ai sai khiến, nghiêm trị không tha. Khang Hy vừa dứt lời liền nói: Truyền sách ngạch đồ, Đa Long tiến vào. Tiểu thái giám nghe xong lập tức chạy ra ngoài truyền chỉ. Một lát sau, sách ngạch đồ và tổng quản thị vệ Đa Long cầu kiến. Tứ gia đứng ở bên cạnh, thấy sắc mặt hai người kia không tốt, nhất là tổng quản thị vệ Đa Long. Đây cũng là chuyện dễ hiểu, trong cung xuất hiện thích khách, nếu như truy cứu tới cùng, nhất định tổng quản thị vệ phải chịu trách nhiệm. Sách cạch đồ và Đa Long hành lễ xong, Khang Hy liền nói: Đa Long, ba thích khách kia nhận tội chưa? Đa Long nói: Bẩm hoàng thượng, bọn họ lúc đầu còn nói là không biết, sau khi bị nô tài dùng đại hình thẩm tra, nhịn không được liền khai ra. Ngoài ra nô tài còn tìm được rất nhiều vật chứng. Khang Hy nhấn mày nói: À, bọn họ khai như thế nào? Vật chứng là gì? Đa Long liền đáp: Bọn họ tự nhận là thủ hạ của Bình Tây Vương Ngô Tam Quế. Hơn nữa trên quần áo cũng như binh khí đều có dấu của phụ Bình Tây Vương. Sách Ngạch Đồ đứng bên cạnh cũng nói: Nô tài cũng đã xem qua, quả thực trên binh khí đều khắc Đại Minh Tổng Binh Sơn Hải Quan. Tứ gia vừa nghe thì âm thầm kinh ngạc, nhưng sau đó trong lòng lập tức hiểu rõ. Thì ra nửa đêm nửa hôm, một vương phủ tập kích hoàng cung là vì thế này. Chương 12: Dung cây dọa khỉ. Sách ngạch đồ trình báo xong, Khang Hy liền trầm ngâm một lát rồi nói. Chương 12: Dung cây dọa khỉ. Sách ngạch đồ trình báo xong, Khang Hy liền trầm ngâm một lát rồi nói. Đà Long, lúc ngươi dẫn người truy nã thích khách, có để ý chiêu thức võ công của bọn họ sử dụng không? Tứ gia đứng bên cạnh nghe, đáy lòng giật thột nhìn về phía Khang Hy. Đa Long nói, xin hoàng thượng thứ tội, nô tài khi đó có việc bận ra ngoài, sau khi nghe được tin có thích khách, thị vệ trong cung đã vô cùng kịp thời chế ngự chúng, cho nên nô tài vẫn chưa có cơ hội tự mình động thủ. Khang Hy gật đầu nói, đành vậy, các ngươi cảm thấy chuyện này có thể là do Bình Tây Vương Ngô Tam Quế sai người làm không? Đa Long đáp, bởi vì thích khách không chịu nổi nhục hình mà nhận tội,
Hơn nữa còn có vật chứng, cho nên theo ý nô tài, chỉ sợ Bình Tây Vương cũng không tránh khỏi bị hoài nghi liên quan. Sách Ngạch Đồ đứng bên cạnh đang định phụ họa thì đột nhiên nhìn thấy Quế Công Công nháy mắt với mình. Sách Ngạch Đồ là người khôn khéo lại biết rõ Quế Công Công là tâm phúc của Hoàng đế, vô cùng hiểu ý Khang Hy, cho nên lập tức vội vàng tâu. Nô tài cảm thấy việc này còn cần tra khảo thêm, điều tra làm rõ rồi hẵng kết luận. Quả nhiên Khang Hy vừa nghe xong liền mỉm cười. Vì sao? Sách Ngạch Đồ vội nhìn Vi Tiểu Bảo, thấy hắn chỉ vào vạt áo dưới thắt lưng, liền nói. Là thế này, nô tài cảm thấy vật chứng tìm thấy quá đơn giản, huống chi quần áo muốn thêu dấu hiệu của Bình Tây Vương cũng rất đơn giản, cho nên... Đa Long kinh ngạc nhìn Sách Ngạch Đồ, trong khi Khang Hy lại liên tục gật gù. Lời này rất hay, rất đúng với suy nghĩ của trẫm. Đa Long. Đa Long vội vàng chắp tay nói, có nô tài. Khang Hy nhàn nhạt nói, người nhanh chóng đi tìm tất cả các thị vệ đã giao đấu với thích khách, hỏi cho rõ chiêu số bọn chúng sử dụng là gì. Kiến thức của ngươi rất rộng, cho nên dù đám thị vệ không nhớ rõ từng chiêu thức thì ta tin ngươi cũng có thể đoán ra được đại khái là công phu của nhà ai. Đa Long thấy Khang Hy tin mình như vậy vội vàng nói, xin hoàng thượng yên tâm, việc này cứ giao cho nô tài xin cáo lui. Hắn nói xong liền lui xuống, Khang Hy lúc này mới quay lại nhìn tứ gia. Tiểu Quế Tử, ngươi cảm thấy chuyện này thế nào? Tứ gia nói, nô tài vốn ngu dốt, lúc đầu nghe tổng quản đại nhân nói thì cảm thấy rất có lý. Chẳng qua sau khi nghe Sách đại nhân nói xong bỗng nhiên thấy, ngày ấy nói cũng có lý ạ. Khang Hy cười, đồ dạo hoạt, ai ngươi cũng không muốn làm mất lòng. Được rồi, hiện tại Đa Long không có ở đây, ngươi thử nói xem vì sao ngươi cảm thấy Sách Ngạch Đồ nói có lý. Sách Ngạch Đồ cũng nhìn tứ gia, thấy tứ gia cúi đầu nói, hoàng thượng, nô tài chỉ cảm thấy chuyện ám sát hoàng thượng là đại nghịch bất đạo, tất nhiên càng bí mật càng tốt. Nô tài thường nghe người ta nói rằng thích khách ngày xưa thà tự vẫn cũng không chịu tiết lộ thân phận chủ nhân. Chẳng lẽ đám thích khách này lại ngu ngốc như vậy, mặc quần áo có dấu hiệu rõ ràng mà ra vào cung? Sách Ngạch Đồ nghe tứ gia nói, gật đầu liên tục, ý cười trong mắt Khang Hy càng đậm. Hắn nhớn mày nhìn tứ gia vỗ vai, cười nói, khá lắm, tiểu Quế Tử, trẫm cứ nghĩ hôm nay ngươi bị thích khách dọa cho khiếp đảm không nói nên lời cơ, không ngờ ngươi lại thông minh như vậy, nghĩ rất giống trẫm, tốt lắm. Sách Ngạch Đồ thấy anh em kết nghĩa với mình được hoàng thượng khen cũng đắc ý gật gù, vừa rồi suýt chút nữa hắn đã phụ họa theo Đa Long, cũng may nhờ có Quế Công Công chỉ điểm mới thay đổi. Nói cách khác, hoàng thượng vốn không cùng ý kiến với hắn và Đa Long, chê bọn họ suy nghĩ thiển cận. Nghĩ như vậy, trong lòng Sách Ngạch Đồ âm thầm vui mừng, tự cảm thấy ánh mắt nhìn người của mình không tồi chút nào. Lúc trước kết bái với Quế Công Công, quả nhiên vô cùng lợi hại. Tứ gia cúi đầu, tạ ơn hoàng thượng khen ngợi, nô tài chỉ là lặp lại lời người xưa, làm sao dám so với hoàng thượng. Một lát sau, Đa Long vội vàng quay lại, hắn quỳ xuống đất dập đầu, nô tài đáng chết, quả nhiên hoàng thượng dự liệu như thần. Khang Hy nói, đứng dậy bẩm báo đi. Đa Long đứng dậy nói, nô tài vừa mới đi hỏi mấy tên thị vệ khi nãy giao đấu với thích khách, xem bọn họ biểu diễn lại võ công. Trong đó nô tài nhận ra được một hai chiêu, chính là Hoành Đảo Thiên Quân và Cao Sơn Lưu Thủy, nổi tiếng của Mộc Vương Phủ ở Vân Nam. Nô tài đã kiểm tra mấy người, nhất định là không thể nhầm được. Khang Hy cười nhạt, quả nhiên. Sau đó hắn nói thêm, vũ khí và quần áo đều có thể làm giả, nhưng bọn họ giao đấu với thị vệ tính mạng vô cùng nguy hiểm, tất nhiên sẽ dùng võ công bản môn. Không ngờ vì thế lại để lộ thân phận rồi. Sách Ngạch Đồ cả kinh, chẳng lẽ thích khách là do Mộc Vương Phủ ở Vân Nam phái tới, tại sao bọn chúng lại phải mạo danh Bình Tây Vương? Khang Hy mỉm cười, năm xưa lúc Ngô Tam Quế đầu hàng Đại Thanh đã giết chết Mộc Thiên Ba, cho nên người của Mộc Vương Phủ làm sao có thể tha cho hắn được. Mạo hiểm vào cung ám sát chính là một mũi tên trúng hai đích, cho dù không tổn thương được trẫm cũng muốn giá họa cho Bình Tây Vương Ngô Tam Quế. Sách Ngạch Đồ và Đa Long nghe Khang Hy phân tích rõ ràng như thế, không khỏi bội phục vạn phần. Chỉ có tứ gia sớm đã hiểu rõ, khóe miệng lộ ra nét cười. Khang Hy vừa dứt lời liền quay đầu nhìn về phía tứ gia hỏi, Tiểu Quế Tử, người nghe có hiểu không? Tứ gia khom người trả lời, hồi bẩm hoàng thượng, nô tài đã hiểu rất rõ. Hoàng thượng quả từng trí tuệ hơn người, thật sự là bậc đế vương tài ba. Lúc nãy Khang Hy gọi hắn là đồ dạo hoạt, còn nói thường ngày hắn là kẻ lắm lời. Hơn nữa trước kia Kiến Ninh cũng đã nhắc nhở nhiều lần, cho nên ông chính cũng đã đoán được vài phần tính cách của Vi Tiểu Bảo chân chính.
Khang Hy nghe hắn nịnh nọt, trong lòng vô cùng đắc ý, vốn định đùa giỡn lại vài câu, nhưng ngại đại thần còn đang ở đây cho nên chỉ cười. Được rồi, để tưởng thưởng cho đêm nay ngươi anh dũng đấu thích khách, trẫm liền tặng ngươi một cơ hội phát tài. Tứ gia nghĩ một lát, cũng đoán được vài phần liền nói, không biết hoàng thượng có gì muốn sai nô tài làm. Khang Hy nói, ngươi cầm mấy thứ này mang đến quý phủ của thế tử Bình Tây Vương Ngô Ứng Hùng, nói với hắn như thế, lại như vậy, để xem hắn có sợ không. Tứ gia cười to, chỉ sợ nô tài vừa tới, Ngô thế tử liền sợ tới mức đều cả ra quần, quỳ xuống đất xin tha không ngừng á. Khang Hy thấy tiểu quế tử ăn nói thô tục cũng có phần đáng yêu, bèn bật cười ha hả, mà Sách Ngạch Đồ và Đa Long, hai người lén lút nhìn nhau. Trong lòng đều tự cảm thấy Quế Công Công quả nhiên chính là tâm phúc của bệ hạ. Những lời nói vừa rồi, ai lại dám trực tiếp nói trước mặt hoàng đế đây? Cũng chỉ có Quế Công Công dám nói. Hơn nữa hoàng đế không những không giận, lại còn vô cùng cao hứng. Tứ gia rời khỏi cung Càn Thanh, ôm một đống vật chứng lớn mang về phòng. Vừa đi hắn vừa suy nghĩ lại chuyện đã xảy ra, bất chi bất giác mà về tới trong sân. Ung chính đế đẩy cửa đi vào phòng, vừa muốn quay đầu khép cửa lại, bỗng nhiên cảm thấy không khí không ổn. Hắn cả kinh, vật chứng trong tay đánh rơi xuống đất. Chân cũng lảo đảo một cái, mũi chân dẫm phải một thanh đao suýt thì trượt ngã. Ngay lúc này, một thanh âm mềm mại vang lên. Tiểu quế tử, sao bây giờ ngươi mới về? Tứ gia kinh ngạc nhảy dựng lên, đã thấy trước mặt một mỹ nhân đang cười duyên. Ung chính đế đời này trời không sợ, đất không sợ. Chỉ duy nhất mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt kia, trong lòng liền khó chịu vô cùng. Hắn nhịn không được lùi ra xa mấy bước. Công chúa, nô tài không biết công chúa. Bỗng nhiên hắn giật mình nhận ra một điều. Kiến Ninh công chúa tại sao lại ở đây? Còn nữa, tiểu quận chúa của Mộc Vương Phủ đâu rồi? Trong nháy mắt, tứ gia hối hận vô cùng. Sớm biết có ngày hôm nay, hắn nhất định sẽ giết đứa con gái kia để trừ hậu họa. Nếu để Kiến Ninh công chúa phát hiện ra thân phận của tiểu quận chúa, chẳng phải hắn sẽ gặp họa lớn hay sao? Tiểu quế tử nơm nớp lo sợ, âm thầm cảnh giác, lại nghe Kiến Ninh đắc ý cười. Không cần khách khí, đêm nay bản cung ngủ không an giấc, đến nửa đêm nghe nói có thích khách đột nhập hoàng cung, vì vậy muốn đi xem náo nhiệt thôi. Tứ gia đen mặt, làm gì có công chúa nào nghe nói có thích khách mà không sợ hãi trốn đi, ngược lại còn muốn chạy ra xem náo nhiệt. Hắn gương mặt bình tĩnh nhìn Kiến Ninh, lại nghe nàng nói, quả nhiên bản cung nghe được tin hay, người nói ngươi đã giết hai tên thích khách, thật sự là dũng mãnh phi thường mà. Tứ gia không biết nàng rốt cuộc có phát hiện ra tiểu quận chúa hay không, lời khen kia lại là thật hay là giả đây. Hắn cố căng mắt ra nhìn quanh, nhưng không tìm thấy bóng dáng của tiểu quận chúa, trong lòng càng thêm sợ hãi, nghĩ thầm. Hay là tiểu quận chúa đã bỏ đi rồi, nếu quả thực như vậy thì còn tốt hơn là bị công chúa phát hiện ra. Kiến Ninh thấy hắn trầm ngâm không nói, liền chạy tới trước mặt. Sao thế? Bản cung nghe nói ngươi lập công lao lớn, sợ ngươi bị thương cho nên mới tới hỏi thăm tình hình của ngươi. Ai ngờ ngươi lại đi tới chỗ hoàng đế ca ca, thấy bản cung ở đây, ngươi một chút cũng không vui mừng sao? Tứ gia vội ho khan một tiếng, nhìn trộm sắc mặt của Kiến Ninh, thấy nàng không có biểu hiện gì, đành phải nghĩ cách tạm thời ứng phó. Nô tài, chỉ là nhất thời quá mức cao hứng, không biết nên làm gì. Kiến Ninh cười hì hì nhìn hắn, tứ gia cũng nhìn vào đôi mắt của Kiến Ninh, hai tròng mắt trong sáng không ngừng loạn chuyển, tinh quái vô cùng. Khiến hắn không thể nhìn thấu lòng nàng. Tứ gia chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ sinh ra cảm giác như vậy với một cô gái, vì vậy không khỏi giật mình ngẩn người. Kiến Ninh nói tiếp, ngươi thật sự cao hứng sao? Bản cung còn tưởng rằng ngươi đang vui đến quên cả trời đất rồi chứ. Thế nhưng lại dám giấu người trong phòng, ngươi quả thực là quá to gan á. Tứ gia nghe xong lập tức biến sắc, thầm nghĩ nàng quả nhiên đã biết. Hắn nhất thời lùi lại một bước, lưng chạm vào cánh cửa, hai mắt nhìn chòng chọc Kiến Ninh, trong lòng âm thầm dâng lên sát ý. Tuy rằng nàng là người trong hoàng tộc, hắn cũng không muốn gà cùng một mẹ lại đánh nhau, nhưng nếu là vì để giữ được mạng, như vậy cũng... Kiến Ninh thấy hắn đằng đằng sát khí, trong lòng chấn động, nhưng ngoài miệng vẫn cố gượng cười. Làm sao vậy? Bí mật bị bản cung phát hiện, ngươi sợ hãi sao? Yên tâm, tuy rằng ngươi thật sự to gan lớn mật, nhưng làm người mà không phong lưu há chẳng phải sẽ uổng đời thiếu niên hay sao? Bản cung cũng không trách ngươi. Chỉ hận con cung nữ kia lại dám dụ dỗ người của ta. Hừ. Tứ gia lúc nghe được Kiến Ninh nói hai chữ con cung nữ, bị bất ngờ không nhỏ, chần chừ nhắc lại. Cung nữ.
Kiến Ninh giống như không phát hiện ra sự ngập ngừng của hắn, hờn giận nói: "Cung nữ kia quả thật là xinh đẹp, cũng khó trách người lại động lòng. Chẳng qua cho dù nàng ta có xinh đẹp bao nhiêu thì đẹp được hơn bản cung sao? Người về sau còn dám đứng núi này trông núi nọ nữa, cẩn thận cơn giận của bản cung." Thấy nàng ghen tuông như vậy, gánh nặng trong lòng tứ gia liền rơi xuống. Hắn lặng lặng mở hai bàn tay đang nắm chặt ra, cảm thấy lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Chương 13. Người đoán không được. Lúc Kiến Ninh nghe nói tứ gia giết chết hai tên thích khách, trong đó có một người là nữ, lòng liền kinh hãi vạn phần. Nếu nàng đoán không nhầm, kẻ bất hạnh đó chính là Phương Di, tương lai sẽ trở thành một trong bảy lão bà của Vi Tiểu Bảo. Chỉ là thực sự rất khó hiểu tại sao mà Phương sư tỷ danh tiếng lừng lẫy này vừa lộ mặt đã bị chém chết không thương tiếc. Ai ra, tuy rằng vị trước mặt không phải là Vi Tiểu Bảo chân chính, cũng nổi danh tàn bạo, lạnh lùng, nhưng việc hắn giết Phương Di khiến Kiến Ninh vô cùng ngoài ý muốn. Kiến Ninh thậm chí còn nằng nặc đòi xem thi thể của Phương Di. Nàng ta mặc dù đã chết, nhưng khuôn mặt vẫn rất xinh đẹp. Không ngờ, người kia một chút cũng không thương hoa tiếc ngọc. Trong lòng nàng có chút sợ hãi. Sau khi nàng xuyên qua nơi này, trong lòng thực sự cũng có sát ý với tứ gia. Chỉ là cuối cùng sợ bóng sợ gió nên không dám hành động. So với người này, quả nhiên gừng càng già càng cay. Hổ thẹn, hổ thẹn. Lúc nãy nói ra chuyện tiểu quận chúa, chính là nàng cố ý muốn thử tứ gia. Mà lúc Kiến Ninh nhìn hắn biến sắc lùi lại phía sau, cố ý chặn cửa lại thì đáy lòng run rẩy. Đối với chuyện liên quan tới sống chết của bản thân thì ngay cả người trong hoàng tộc cũng dám giết. Quả nhiên không hổ là tứ gia. Tứ gia nói: "Cung nữ." Kiến Ninh hử lạnh: "Người giấu tiểu cung nữ trong phòng, rốt cuộc muốn làm gì hả?" Nàng cố gắng lên dây cót tinh thần, nhích lại gần. "Tiểu quế tử." Mà tứ gia người thấy mùi hương xung quanh mình càng lúc càng đậm, không khỏi theo bản năng tránh né, lúng túng nói: Không có gì cả." Kiến Ninh nhìn hắn chằm chằm, bỗng nhiên đánh nhẹ vào ngực hắn la lên: "Ngươi còn nói không có gì, không có gì? Hừ, nếu không phải bản cung phát hiện ra, ngươi còn muốn giấu ta bao lâu?" Tứ gia giở khóc giở cười, cố nhịn không đẩy nàng ra. "Công chúa, người kia hiện tại..." Kiến Ninh nửa thật nửa giả lại đánh hắn cái nữa. "Hừ, ai bảo hắn vừa rồi định giết nàng?" Sau đó nàng lại nũng nịu nói: "Ngươi còn nhớ thương con tiện nhân đó sao? Người ta đã giết nó rồi." Tứ gia cả kinh: "Giết rồi?" Kiến Ninh véo hắn một cái: Người đau lòng có phải hay không?" Tứ gia vội vàng nói: "Chỉ là một cung nữ mà thôi, làm sao có thể khiến nô tài đau lòng. Nàng khiến công chúa tức giận, chết cũng đáng." Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng thực ra trong lòng tứ gia cũng cảm thấy có chút không thoải mái. Còn tiểu quận chúa kia cũng đồng nghĩa với việc hắn đã đánh mất một quân cờ hữu dụng. Nhưng cũng chỉ là hữu dụng mà thôi, không phải là quá quan trọng. Thiên địa hội sẽ không vì cô ta mà trở mặt với hắn. Huống chi Mộc Vương phủ cũng không biết tiểu quận chúa đang ở đây. Ngược lại, nếu như giết chết tiểu quận chúa rồi, công chúa sẽ vĩnh viễn không biết vị trí hương chủ thiên địa hội kia. Đối với hắn mà nói cũng coi như là một chuyện tốt. Kiến Ninh thấy hắn nói thoải mái như vậy, trong lòng càng rét lạnh. Nhưng nàng chỉ cười nói: "Ngươi cũng coi như còn có lương tâm, biết nghĩ cho bản cung. Được rồi, ngươi yên tâm, bản cung cũng không phải loại người độc ác khát máu gì, làm sao có thể lấy tính mạng người khác được. Tiểu cung nữ kia, bản cung thấy nàng ta ngoan ngoãn dịu dàng, dung mạo dễ coi, liền đưa nàng đến Khôn Ninh cung rồi. Hả, yên tâm rồi chứ?" Tứ gia suýt nữa thì hộc máu, tâm tình khó khăn lắm mới thả lỏng, trong nháy mắt lại căng thẳng. Hắn không khỏi cười khổ nhìn Kiến Ninh: "Như vậy, nô tài thực sự phải đa tạ công chúa." Kiến Ninh kiêu ngạo nhìn tiểu quế tử: "Đa tạ ta? Ngươi đa tạ ta cái gì chứ? Còn dám nhớ nhung tiểu cung nữ kia, bản cung nhất định sẽ móc mắt ngươi, để ngươi cả đời cũng không được nhìn nữ nhân khác." Tứ gia thấy nàng ghen đến mất cả lý trí, nhịn không được mà nói: "Công chúa, nếu người móc mắt ta rồi, đừng nói là nữ nhân khác, ngay cả công chúa ta cũng không thấy được nữa." Kiến Ninh ngẩn người rồi lại cười khúc khích: "Vậy sao? Được rồi, để lại cho ngươi một con mắt là ổn." Tứ gia vạn phần bất đắc dĩ, cảm thấy công chúa Kiến Ninh này, người thận so với hình tượng công chúa trong sử sách ghi lại khác nhau quá xa. Nàng vừa điêu ngoa vừa tùy hứng, không biết lễ nghĩa liêm sỉ, tính cách lại tinh danh cổ quái, thực khiến cho người ta... Tứ gia nhíu mày nhìn Kiến Ninh, thấy nàng nhoẻn miệng cười vô cùng sáng lạ, đáng yêu, da trắng mắt to, hai lúm đồng tiền như ẩn như hiện. Nàng đứng dưới ngọn đèn, thế nhưng lại có vài phần động lòng người. Hắn không khỏi một lần nữa nhẫn nhịn nói: "Công chúa,
Nếu như móc một mắt của ta, như vậy sau này ta sẽ không thể nhìn được toàn bộ dung nhan xinh đẹp của công chúa. Như vậy thì cũng không tốt đâu. Kiến Ninh che miệng cười. Tiểu Quế Tử, ta cứ tưởng sau khi bị đập đầu thì chàng ngu người rồi cơ. Không ngờ vẫn giống như xưa, dỗ ta vui vẻ. Chẳng qua... Nàng miệng tươi như hoa, nhưng tay lại nhanh như chớp nắm lấy tai của tứ gia. Những lời này, người nói với ta là được rồi. Nếu mà dám nói với nữ nhân khác, ta thực sự sẽ móc mắt người ra. Kiếp trước, tứ gia chưa bao giờ bị đối xử ngược đãi thế này. Tai bị véo đau là việc nhỏ, nhưng mất mặt là việc lớn. Hắn định mở miệng quát to, lại sực nhớ tới thân phận lúc này của mình, không khỏi hơi do dự. Đúng lúc này bên ngoài lại có tiếng người kêu nhỏ. Công chúa, đã đến lúc phải trở về rồi. Kiến Ninh buông tay, sau đó che miệng ngáp một cái. Được rồi, không thèm nghe ngươi nói nữa. Đúng rồi, đống binh khí dưới đất là sao đây? Nàng giơ chân đá đá. Tứ gia thấy nàng lật mặt như lật sách, trong lòng thầm nghĩ, trẫm không cần tức giận với con tiểu nha đầu này. Huống hồ, nàng trên thực tế là tổ tông của ta, bị nàng véo cũng có thể chấp nhận. Vì thế tứ gia liền hòa hoãn tâm tình. Hoàng thượng sai ta đi làm việc. Kiến Ninh nói, ha, cả ngày ngươi chơi đùa vô tích sự, vậy mà vẫn được hoàng đế ca ca sủng ái. Vì sao ta không phải là nam nhân chứ? Thôi ta đi về trước, sáng mai lại tới. Tứ gia đáp ứng không được, không đáp ứng cũng không xong. Vì vậy chỉ đành vâng dạ, đưa tiễn tiểu ác ma này đi. Kiến Ninh mở cửa ra, bên ngoài cung nữ đã chờ sẵn. Kiến Ninh liền nói, ta đã dặn tên nô tài này một tiếng. Sau đến đây, nếu không thấy ta nhất định phải báo cho hoàng đế ca ca, nói ta bị Quế công công giết chết, để huynh ấy lập tức đem ngươi chôn cùng. Ai ngờ, bọn chúng thật lạ, cứ đứng mãi ở đây. Tiểu Quế Tử, ngươi thấy có mất hứng không chứ? Trái tim tứ gia nhảy tưng bừng, hắn chừng mắt nhìn Kiến Ninh không nói nên lời, chỉ thầm nghĩ, lời của nàng là thật hay giả đây? Tại sao lại đột nhiên nói như vậy? Nếu là thật, vậy thì vừa rồi nếu ta mà thực sự giết nàng, chẳng phải hiện tại sẽ... Kiến Ninh mỉm cười nhìn sắc mặt của tứ gia, sau đó bật cười khanh khách. Đồ ngốc, nhìn bộ dạng ngơ ngây của ngươi xem, ta chỉ đùa thôi, ta biết Tiểu Quế Tử đối với ta tốt nhất, có phải hay không? Trước mặt rất nhiều cung nữ thái giám của Khôn Ninh Cung, nàng dựa vào người hắn thò thè vào tay. Tứ gia sốc nặng, sắc mặt xấu hổ cực kỳ. Nếu hôm nay công chúa xảy ra chuyện thì hắn thực sự có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Hắn cố gượng cười, nô tài đối với hoàng thượng, thái hậu và công chúa đều son sắt thủy chung như một. Kiến Ninh bật cười, vuốt ve mặt Vi Tiểu Bảo, đi thôi, bản cung về đây. Sau đó, nàng mang theo mười mấy cung nữ thái giám rời đi. Nhìn bóng dáng yểu điệu xinh đẹp dần khuất xa, tứ gia mới cảm thấy bớt căng thẳng. Hồi tưởng lại lúc nãy, hắn không sao hiểu được tâm tư của cô gái này. Nếu nói nàng không có tâm cơ, như vậy không khỏi quá trùng hợp rồi. Nhưng nếu nói là cố ý, thì tại sao sắc mặt nàng không có chút bất thường nào cả? Tứ gia đưa tay lên chạm vào mặt mình, nhẹ nhàng thở dài. Ai, bản thân mình già như vậy rồi còn bị một đứa con gái trẻ danh trêu chọc đến đứng ngồi không yên. Ngày hôm sau, tứ gia ra khỏi cung từ sớm, sai người mang tất cả đám quần áo và binh khí thu được của thích khách hôm qua mang đến phủ Ngô Ứng Hùng. Ngô Ứng Hùng nghe nói Quế công công tới, vội vàng đích thân ra nghênh đón. Đi cùng với hắn còn có một nam nhân cường tráng, võ nghệ giỏi giang mà tứ gia đã gặp hôm ở yến tiệc do Khang Thân Vương tổ chức, hình như gọi là Dương Giật Chi, là cao thủ nhất đẳng của Bình Tây Vương phủ. Khách và chủ chào nhau, sau đó Ngô Ứng Hùng nói, không biết ngọn gió mát lành nào đưa Quế công công tới phủ của ta thế này. Tứ gia như cười như không nói, gió này không phải gió thơm mà là bão, thế tử mọi chuyện bất thành rồi. Ngô Ứng Hùng nghe xong con mắt xoay vòng vòng kích động hỏi lại, lời này của công công là có ý gì? Chẳng lẽ ti chức có điều gì khiến hoàng thượng không vừa ý hay sao? Tứ gia nói, ta cũng không vòng vo với thế tử nữa. Thế tử đã nghe được tin hôm qua có thích khách đột nhập hoàng cung chưa? Ngô Ứng Hùng đáp, vừa mới nghe nói. Tứ gia nói, vậy không biết thế tử có quen thân với đám thích khách kia không? Ngô Ứng Hùng kinh hãi, ti chức làm sao mà có thể quen thân với thích khách được? Tứ gia cười lạnh chỉ nói, thế tử không biết bọn họ thật sao? Nhưng mà hoàng thượng lại cảm thấy bọn họ rất quen thế tử đó. Ngô Ứng Hùng biến sắc, ở công công mình dám, lời này làm sao có thể tùy tiện nói thế được. Tứ gia vỗ tay một cái, người đâu, đem những thứ kia ra cho thế tử xem. Đám tùy tùng bước lên, đem hành lý mở ra, bên trong toàn bộ là đao kiếm và quần áo mang dấu hiệu của Bình Tây Vương phủ. Tứ gia nói,
Mấy thứ này là đồ thích khách để lại, thế tử nhìn rõ rồi chứ? Ngô Ứng Hùng vội vàng quỳ rạp xuống đất khấu đầu. Việc này thực sự không phải do cha con vi thần gây nên, xin công công thay chúng thần làm rõ với hoàng thượng. Tứ gia từ phủ Ngô Ứng Hùng đi ra, ống tay áo lập tức nặng trịch, toàn bộ đều được nhét đầy ngân phiếu. Mục đích Khang Hy sai hắn tới đây làm gì, hắn đương nhiên hiểu rõ, chẳng phải là rung cây dọa khỉ sao? Hiện giờ quan hệ giữa Tam Phiên và hoàng thượng vô cùng phức tạp, một mặt hoàng thượng cần trấn an vỗ về, mặt khác lại muốn rút bớt quyền bính trong tay bọn chúng. Triệt phiên là điều sớm hay muộn cũng phải làm, nhưng không thể quá nóng vội, bởi vì nếu làm quá nhanh, chỉ sợ chó cùng rứt dậu. Tam Phiên quyết định tạo phản, đến lúc đó người đầu tiên chịu khổ chính là dân chúng, gián tiếp kéo theo nỗi đau đầu cho Khang Hy. Mà giờ phút này đừng nói là thích khách, không phải do Bình Tây Vương phái tới, cho dù quả thực Ngô Tam Quế có gan làm vậy, Khang Hy cũng sẽ vờ như không thấy, sai tứ gia đến phủ thế tử. Ngoài 3 phần muốn rung cây dọa khỉ ra, còn 7 phần là muốn lung lạc lòng người. Dù sao cũng không thể thực sự trách tội. Vậy tội gì không diễn một vở kịch ngọt ngào cho Ngô Ứng Hùng xem, để hắn thấy hoàng thượng anh minh biết bao, tin tưởng Bình Tây Vương thế nào. Mục đích cuối cùng của Khang Hy cũng là muốn yên lòng Ngô Tam Quế mà thôi.